Mitsubishi Triton Rally S 2025 dễ trang bị động cơ hybrid sạc điện đấu Hilux và Navara, báo Úc E vẫn lăng Raptor vẫn trên một bậc. Sau thành công tại giải đua Asia Cross Country Rally với mẫu Mitsubishi Triton Rally S, hãng xe Nhật Bản tiếp tục khẳng định tham vọng chinh phục đường đua off-road bằng việc hé lộ kế hoạch điện khí hóa cho phiên bản 2025. Theo Casales của Úc, CEO Mitsubishi Úc, ông Son Westcott cho biết dự án Triton Rally S 2025 vẫn chưa được phê duyệt chính thức. Tuy nhiên, ý tưởng này đã được Mitsubishi ấp ủ từ trước khi thế hệ Triton hiện tại ra mắt, vào năm ngoái. Thực tế, hồi đầu tháng 6, Mitsubishi từng hé lộ hình ảnh một loạt mẫu xe mới sắp ra mắt. Một trong số đó có mẫu khá giống Triton, mà báo chí tin rằng sẽ sử dụng hệ chuyển động plug-in hybrid. Tuy nhiên, chiếc Mitsubishi Triton này lại có lốp địa hình lớn hơn hẳn, và gầm xe cao hơn so với mẫu xe Triton hiện tại. Do đó, Car Sales của Úc tin rằng đó thực chất là hình ảnh của Mitsubishi Triton Rally S. Nói về vấn đề này, ông Westcott chia sẻ, trong vòng đời của sản phẩm, chúng tôi sẽ xem xét các cơ hội để mở rộng phạm vi sản phẩm, và điều đó có thể bao gồm cả khả năng phát triển Rally S. Ông cũng cho biết thêm rằng việc ra mắt Mitsubishi Triton Rally S sẽ mang đến cơ hội tiềm năng để cạnh tranh sòng phẳng hơn với một số đối thủ khác. Dù Mitsubishi Triton không phải mẫu bán chạy ở Việt Nam, nhưng ở Úc, dòng xe này đang có nhu cầu ngày càng lớn. Mitsubishi Úc nhận thấy tiềm năng lớn từ phiên bản Triton Rally S và tin rằng đây sẽ là động lực thúc đẩy doanh số bán hàng. Nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ nắm bắt, chúng tôi quan tâm và chúng tôi đang nghiên cứu nó. Chúng tôi tin rằng có rất nhiều cơ hội cho nền tảng này và chiếc xe này trong tương lai. Hiện tại, tôi không thể nói quá nhiều về chiến lược trong tương lai của chúng tôi. Rõ ràng đây là một thị trường rất cạnh tranh, ông Westcott khẳng định. Mitsubishi Triton Rally S phiên bản hybrid sạc điện được kỳ vọng sẽ là đối thủ đáng gờm của Toyota Hilux, mẫu xe hiện chỉ được trang bị công nghệ hybrid nhẹ hay bản hiệu suất cao Toyota Hilux GR Sport và Nissan Navara Warrior. Thực tế, cái tên Forerunner Raptor cũng từng được liệt kê, song theo Car Sales, ngay cả Triton vẫn khó có thể cạnh tranh với Raptor về hiệu suất. Bù lại, Triton Hybrid sẽ cung cấp khả năng kiểm soát tốc độ thấp tốt hơn khi đi off-road, cũng như khả năng kiểm soát dễ dàng hơn.